Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ đi tham quan một trong những thành phố biển thật xinh đẹp ở nước Mỹ. Đó là thành phố xinh đẹp Panama City của tiểu bang Florida. Mình đang bước vào thành phố Panama City, ở bên trái là cái chỗ chơi cho người lớn và trẻ em là đua xe đó. Ở đây thì rất là náo nhiệt và sầm uất so với thành phố mà mình đã đi qua là thành phố Destin và thành phố Pensacola của tiểu bang Florida đó. Hai bên này là hoạt động sinh hoạt rất là nhiều, chỗ vui chơi cho người lớn và trẻ em. Phía trước mình đang đi tới là cái nhà bên phải là cái nhà nó quay ngược lại, gọi là upside down. Còn bên trái là chiếc tàu của Ripley's Believe It or Not đó. Tí nữa mình cho mọi người coi cái góc độ khác để coi cái con tàu này. Thì ở đây xung quanh mọi người thấy không, nó rất là vui nhộn và sầm uất lắm so với hai thành phố mà mình vừa đi qua đó. Thì ở đây là cái góc độ khác nè, để cho mình coi cái con tàu của Ripley's Believe It or Not. Ai mà coi mấy cái chương trình của Mỹ Ripley Believe It or Not á, thì mình thấy được á, là cái chương trình này nó chiếu được tất cả các hiện tượng rất là lạ, kỳ lạ nhất trên thế giới. Thì vô trong đây thì mình mua vé cho đây rồi mình coi tất cả các hiện tượng lạ ở trong đây nè. Bên phải của mình đây á, là cái nhà nó ngược lại á, nó xây mọc ngược lại, nó upside down đó. Lạ vậy đó. Mình muốn vô đây coi thì mình mua vé vô đây coi. Bây giờ mình đang đi qua bên cái công viên sở thú và cây cảnh á, nó gọi là botanical, tức là cây cảnh á. Thì trong đây cũng có mấy loại thú, giờ mình coi, nếu mình mua vé thì mình phải coi vô đây coi động vật với lại với cây cảnh ở đây. Và bây giờ mình đưa mọi người đi ngắm cảnh ở thành phố biển Panama City xinh đẹp này nha.
ai cũng mệt mà đói bụng lắm rồi. Bây giờ mình đang thèm đồ biển nữa. Bây giờ mình dắt gia đình đi ăn buffet đồ biển nha. Bây giờ mình ghé qua nhà hàng này, nó gọi là Captain Jack Family Buffet. Đây là nhà hàng buffet đồ biển á. Như đây nó có hai món nổi tiếng là món fried oyster, tức là hàu chiên á. Mấy con hàu mà nó chiên ăn rất là ngon, và ăn cua. Thì bữa ăn tối á, ở đây á, một phần là $50 một người mọi người. Nên là giá nó mới lên á. Bữa là có $35 thôi, bây giờ lên đến $50 rồi. Đây là fried oysters, có nghĩa là hàu chiên chấm với ketchup với lại tabasco sauce là ngon. Chào đi mọi người đi. Đây là hàu chiên với lại spaghetti với lại beef steak. Hai mọi người chưa? Đấy, hai mọi người. Với tay đi, hai đi. Lấy tay đều rồi nè. Hai mọi người. Hello. Xin chào. Bây giờ mình ghé vô Walmart mua mấy nước trái cây cho mấy đứa bé. Rồi bây giờ chưa được đi về. Mình cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip này. Mọi người nhớ subscribe để coi mấy video clip lần tới nha. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau.